Alo, mày đang đâu vậy? Tới quán cà phê chưa? Trời ơi, tới nãy giờ rồi trời. Tới nãy giờ hả? Có thấy ai đâu? Mày xạo vừa vừa thôi, đang đi thì nói là đang đi đi. Thấy rồi. Đây đây mọi người, không nhận ra. Tao nè. À, Thấm. Trời ơi, bạn bè chơi nhiêu năm mà mày nhìn 15 phút mới nhận ra là sao vậy trời? Qua đây cho má. Qua đây được không? Qua đây đi. Nhỏ này thiệt tình đó chứ. Tại tao đang cần mày nên là tao mới. Đợi xíu. Con thiệt á, ác ồn. Thế tao càng nhắc mà bắt tao đi qua đây thế này, qua đó đi. Trời đất ơi. Chân cà thọt luôn rồi hả? Thiệt chứ, giỡn mày chi. Đau, con mày, khùng á. Trời đất ơi, mạnh tay dữ vậy chàng. Ê, nói chứ, giúp tao đi, tao bị bí quá rồi. Bây giờ 2-3 ngày nay tao trốn, tao không dám về nhà luôn á. Tụi nó thấy tao đâu là tụi nó sẽ chém tao ở đó. Ê, mày nói chị mày thoát khẩu trang rồi được không? Không nghe gì hết. Con này mày xấu tính mà mày còn bị điếc nữa hả? Vậy không thì thôi. Bây giờ tóm lại là tao đang cần tiền nên là... Tháo khẩu trang đi rồi nói chuyện. Không có tháo được. Vậy thì thôi. Tao tức mày quá. Nghe chưa? Nghe. Ừ thì đó, ý là đang cần tiền, cho mượn đi, cần lắm rồi. Mày trốn mấy ngày rồi? Nãy mới nói là 2-3 ngày đó. Thì nó đứng đầy đầu hẻm nhà tao kìa. Cái gì? Tò mò quá, cho tao coi được không? Muốn coi cái gì trời? Coi cái mặt mày. Giờ coi là cho mượn tiền đúng không? Ok. Hứa nha, mày hứa nha. Ừ. Mày móc méo rồi. Nhỏ này hay nút rồi lắm rồi. Nhớ nha. Làm gì ghê vậy, lần đầu thấy bị bầm hả? Trời đất ơi, ngay cái mỏ luôn hả? Nó quýnh cái mỏ không để bầm mắt. Nó biết chỗ quýnh quá ha. Ê, đưa tao coi kỹ thử. Cái gì vậy? Còn chỗ nào nữa không? Vấn đề tao bị bầm chỗ nào nó không quan trọng. Nhưng mà tao tò mò tao muốn coi, và tao là người cho mày mượn tiền. Cho mượn tiền là tò mò muốn coi bị bầm chỗ nào hả? Không thì thôi. Trời. Còn nhưng mà không có tiện cho coi đây. Nhỏ này không có giỡn mày đâu, là vui lắm hả? Tao xin lỗi, tao hơi vô duyên. Cho mượn tiền đi, năn nỉ luôn á. Bao nhiêu? 20 triệu à. 20 triệu? Tao làm gì có số tiền lớn dữ vậy? Ông Quân cho mày cả 100 triệu mà. Cái gì? Ông Quân cho tao cả 100 triệu? Mày biết luôn hả? Sao mày biết? Người ta nói. Người ta là ai? Nhỏ này hỏi ngang, ai nhớ ai trời, để là người ta, là một cái người thứ ba nào đó đó. Vậy khi nào nhớ đi rồi nói chuyện tiếp. Sao mày làm khó tao hoài vậy? Bây giờ tao chỉ cần tiền thôi. Mày cho tao mượn đi rồi tao sẽ trả cho mày chắc chắn. Thì bây giờ mày chỉ cần ráng nhớ lại là ai đã nói với mày cái câu chuyện là ông Quân cho tao tiền là mày sẽ có tiền. Nhưng mà tao... Thì là... Năm ơi, có nhà không Năm ơi? Có. Ra đây đi. Sao vô đây mà tự nhiên kêu ra trời? Ủa? Năm nghĩ sao dám vô nhà Năm hả? Ủa làm sao, sao không dám vô? Trời đất ơi, đi vô trống cho gài hàng hả? Nè, làm như đẹp lắm á, gài hàng. Ý là không có đẹp á.
mà còn gài cỡ đó chứ còn nếu mà ổn xíu là chắc bị chụp thuốc ngủ thất tiết lâu rồi. Trời ơi, ê cha già, bộ nhà kiến bị bể hết rồi hay sao vậy hả? Tự tin tới sợ luôn à. Qua kiến tôi chi vậy nè? Hòa hòa ấy lộn, hòa 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 hay hòa? Giờ cuối cùng là hòa phải không? Hòa. Trời đất ơi. Trời ơi, trời nhiều dữ vậy. Trời sao tự nhiên hôm nay nhân dịp gì mà tự nhiên tặng quà cho tôi quá vậy? Hả? Thì trúng số phải không? Trúng số phải không? Có quýnh số hồi nào đâu trúng. Vậy chứ tiền ở đâu ra mà mua cho tôi quá trời quà vậy? Thì lâu lâu cũng phải cắt góp tặng chút hòa để hâm nóng tình cảm láng giềng chứ. Trời ơi, bài đặc quá à. Quá trời luôn à. Ủa? Ừ? Mà ngày hôm nay ngày gì ta mà tặng quà cho tôi ta? Ngày 8 tháng 3, ngày 8 3 cũng phải nữa. Ủa 14 tháng 2, 14 tháng 2 là qua rồi mà ta, đúng không? Nay 15 tây tháng 7, ngày cúng cô hồn. Ê! Ê! Trời đất ơi, cha nội già này, ê, ê. Vừa phải thôi chứ. Tự nhiên chọn ngày 15 tháng 7 cúng cô hồn là coi như ông coi tôi là cô hồn á hả? Không có, đâu có chọn ngày. Ông ý đồ gì hả? Không có ý đồ gì hết, thiệt. Chứ không có ý đồ gì sao tặng quà cho tôi nhầm ngay cái ngày 15 tháng 7 là sao? Chắc dịp trùng dịp thôi chứ không có ý đó, thiệt. Dịp trùng dịp cái gì? Thiệt mà. Vừa phải thôi hả? Nghĩ sao người ta đẹp vậy nè mà coi người ta giống như cô hồn vậy đó. Bậy à, đừng nghĩ vậy, không có ý đó đâu. Nè, nể tình là coi như là quà xịn đó nha. Tôi mới bỏ qua đó. Chứ không thôi là coi như là chết với tôi rồi. Mai mốt tặng quà làm ơn né những cái ngày nhạy cảm giùm tôi một cái, nghe không? Ồ, biết rồi. Mặt cái thiệt á, trời ơi thiệt á, sáng sớm mà tôi gặp cái mặt ông tôi. Nè, vậy? Tặng quà cho tôi rồi, có đi vô nhà với tôi không? À, có chứ. Có hả? Mời Sáu vô nhà của Năm. Thôi tiên chủ của khách, Năm vô trước đi. Không, trời ơi, Sáu vô trước đi. Thôi, Năm vô trước, Sáu nói bước theo sao? Sáu vô trước đi mà. Ôi trời ơi, ôi này, mặc cái áo bông đẹp quá vậy. Vậy hả? Mới mua đó. Mới mua đó hả? Đâu, đâu, Năm quay vòng cho Sáu chim ngưỡng đây. Quay mới được hả? Đúng rồi, quay vòng đây. Quay nè. Ủa đâu rồi? Ủa trời đất ơi Sáu thiệt tình luôn á. Cái con trai già này coi vậy đó mà cái nết á, trời dễ thương quá à. Chủ quán đâu? Quán mấy người làm ăn gì kì vậy? Cho tụi tôi uống cà phê rồi làm sao? Hả? Có tin tôi dở quán mấy người không? Không. Hai anh bình tĩnh lại giùm em. Hai anh kiểm tra kỹ đi. Chứ quán em làm ăn vệ sinh với lại đàng hoàng lắm. Làm gì có chuyện rùa trong ly nước. Làm gì có chuyện... Bình tĩnh. Nè. Cái người là ai vậy? Tự nhiên vô quán tôi đánh người vậy? Hả? Nè. Quán cô cậu làm ăn vậy hả? Cho tụi tôi uống cà phê rùa vậy nè. Kiểm tra đi. Làm sao? Kiểm tra coi. Nhìn bề ngoài sang trọng vậy mà bán vậy hả? Có tin tôi đốt quán mấy người không? Ôi nào khoan, có gì mấy anh từ từ nói, tự nhiên mấy anh đánh người lần sau tôi báo công an bây giờ á. Quán mấy người cho tụi tôi uống cà phê rồi. Tôi chưa dở quán này thôi à. Còn nói là báo công an hả? Bây giờ như vậy, mấy anh hai bình tĩnh đi. Bình tĩnh vậy? Có sự hiểu lầm ở đây thôi, bây giờ mình cứ ngồi xuống bình tĩnh, em giải quyết vấn đề này. Còn không ấy coi như là em mời. Nói gì? Nói gì? Uống nguyên con mua vô mà nói. Nói gì? Anh bị khùng hả? Tự nhiên rồi. Bây giờ muốn cái gì thì lấy cái ly ra kiểm tra có còn rùi hay không. Nè nè. Thôi. Nhưng mà hai anh đánh người vậy nè, hai anh cứ hùng hổ vậy tôi kêu công an đó nha. Sai con cài khố ra này. Thôi mấy anh hả? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, coi như là em mời. Coi như là em mời ly cà phê này. Bình tĩnh giùm em thấy. Bình tĩnh. Anh làm cái gì mà phải sợ? Thì bây giờ cứ báo công an đi rồi có gì công an giải quyết. Biết là như vậy rồi nhưng mà hôm nay anh thông cảm giùm em nhé. Coi như là cà phê hôm nay em mời, đừng có làm lớn chuyện. Coi như hôm nay cô hên đó. Đi. Nè. Trời ơi. Ê. Ê. Hai anh đứng lại coi bây giờ hai anh muốn phá quán đúng không? Hiền thôi, được rồi. Tức ghê á. Thôi cái gì mà thôi, tự nhiên vô quán người ta phá đám mà. Đã vậy còn đánh người nữa. Anh cứ hiền lành như vậy mấy mốt người ta vô người ta quậy hả banh cái quán luôn á. Tôi là tôi không có hiền đâu. Tôi chỉ cản hiền làm điều nông nổi thôi. Nông nổi cái gì? Bây giờ anh không thấy rành rành ở đó hả?
có rồi thì cái gì từ từ nói chứ. Tự nhiên vô quán người ta đánh người à, còn phá quán nữa. Rành rành cái gì rành rành? Đây nè, Hiền coi đi, con đùi trong ly rõ ràng. Không có nhìn thấy hả? Hai người đó đúng là cái kiểu để kiếm chuyện với mình. Kiếm chuyện hả? Ờ à. Nhưng mà kiếm chuyện thì cũng để coi mấy người đó giải quyết làm sao chứ. Tự nhiên cái nhúng nhường vậy à. Nè, giải quyết làm sao? Không thấy người ta hùng hổ cỡ đó hả? Giải quyết là chỉ có mình bị ăn đòn thôi. Thì bây giờ thử đánh tôi coi, tôi thua luôn á. Thì nói chuyện hay quá. Đây nè, thưa á, thì mình cũng đã bị đánh. Với lại nhìn cái kết cấu của hai người này á, nhìn là biết vào tù ra khám như cơm bữa rồi. Ví dụ Hiền có thưa đi, bất quá họ đi nghỉ mát trong tù thêm vài tháng nữa, ảnh hưởng gì họ đâu, mình mới là người đau nè. Ờ ha. Đúng không? Với lại á, nói chuyện với mấy người này á, làm gì làm cũng phải có chứng cứ. Mình mà cương quá là trứng chọi với đá chứ phải vẫn chơi đâu. Chứng cứ cái gì bây giờ, ở đâu ra chứng cứ? Trời ơi, Hiền, mở quán cà phê rồi lắp một đống camera làm gì đó. Nè, nè, thấy chưa? Đó. Tôi quên, tôi quên. Đúng là nhiều khi tôi giận quá tôi mất khôn. Quán tùm lum camera hết, có gì đâu sợ. Ừ, mà có gì đâu sợ. Bây giờ có bằng chứng rồi, tự nhiên sợ mấy người đó. Không phải là sợ, nhưng mà đau là mình. Tôi nói rồi thì không hiểu hả? Biết rồi thì quên. Ờ mà nãy đánh trúng anh đây có đau không? Trời ơi, tôi thanh niên trai tráng à, một hai ba cái đấm thấm gì, đấm thêm 10 cái cũng được. Dữ vậy. Ây da. Nói như vậy là mày biết bà Hằng vợ ông Quân hả? Thì lúc trước mà tao túng quẫn quá, tao có đi giúp việc theo giờ, thì tao giúp việc cho nhà ông Quân đó. Vậy là cái vụ tao bị đánh ghen, có phải mày là người báo cho bà không? Không, đâu có, tao đâu báo gì đâu. Bạn bè bao nhiêu năm rồi, mày nghĩ gì vậy Giáo? Mày chắc chắn là mày không liên quan chứ? Chắc, chắc mà. Dám thề độc không? Dám thề độc gì? Thề độc đi, là chuyện tao bị đánh ghen không liên quan gì đến mày. Mày không mét với lại bà Hằng là tao và ông Quân, và bà Hằng cho người đánh tao. Nhỏ này chờ, phải nít đâu tự nhiên mắc thề độc là thề độc. Không thề thì tao đi. Ê, thề thề nè. Ây da, nhỏ này tao cả nhắc con mày làm khó tao hoài vậy. Thì thề. Thề sao? Thề là tao không liên quan gì tới cái chuyện mày bị đánh ghen hết. Khúc sâu kìa, tao cần nghe cái khúc sâu. Liên quan thì xe đụng đi. Xe đụng chưa đủ. Chưa đủ nữa hả? Ừ. Trời tru đất diệt. Ừ. Được chưa? Cũng được. Bạn bè bao nhiêu năm mày bắt tao thề độc vậy luôn hả? Mày nói câu đó mày có áy náy với lương tâm không? Chút. Nhưng mà cho mượn tiền được chưa? Được. Chuyển khoản hả? Ờ, chuyển liền nha. Ê, đừng có chần chừ nha. Nó thấy tao đâu, nó quýnh tao đó đó. Nhổ nè. Mô Di Đà Phật. Nãy con quẩn quá, nó dồn con quá, con mới thề vậy thôi chứ. Xin các vị có mặt của mày đứng chứng là thề con nha. Con cảm ơn.